cứ bay đi. À, các bạn nhỏ đang đang tập luyện các cái bài cồng chiêng, các cái bài gọi khách, đón khách. Thì các cái trải nghiệm sau này tại vườn á, thì Việt sẽ cho quý khách được thưởng thức các cái tiết mục văn hóa cồng chiêng cái dạng như vậy, để quý khách được cùng hòa mình vào cái nhịp sống của bà con xung quanh đây, là một cái làng người Yarai, người Rongao. Họ đang sống và sinh hoạt bên cạnh cái lòng hồ này, và Việt kết nối với họ để đưa các cái tour đến thì Việt sẽ bóc các cái show của các bạn và để giúp các bạn có được một cái thu nhập nó tương đối ổn định một cái. Hiện tại bây giờ thì các chương trình cồng chiêng như thế này á, thì một năm các bạn chỉ đi thi 2-3 lần thôi. Và mỗi đây là một cái làng mà cồng chiêng rất rất là hay, thường đi thi cấp tỉnh thì các bạn luôn luôn được giải nhất, giải nhì. Mà một giải như vậy thì chỉ có 300-400 ngàn đồng thôi. Một năm như vậy các bạn tập luyện thì rất là uổng phí một cái văn hóa tốt đẹp như vậy. Chính vì vậy thì Việt sẽ bốc những cái show này, và một cái show như vậy thì các bạn sẽ có được vài trăm ngàn gì đó. Thì cái cộng đồng họ có thể sống được nhờ cái văn hóa của họ. Cái văn hóa của họ rất là hay và cần được trân trọng. Chính vì vậy cho nên là ở cái vườn này thì sẽ giúp đỡ bà con người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sống được bằng chính văn hóa của mình. Thì đó là một cái trăn trở mà Việt đang muốn hướng đến. Thành ra là cái sự đầu tư một cái vườn hoa hiện tại bây giờ thì nó đang còn rất là hoang sơ, nhưng mà Việt mong rằng trong thời gian tới thì Việt sẽ đầu tư một cách bài bản hơn để có thể đón được những cái tour khách từ xa, nước ngoài chẳng hạn, hoặc là trong nước, hoặc là trong tỉnh, hoặc là các tỉnh bạn ở gần chẳng hạn, có thể đến đây nghỉ lại và thưởng thức những cái sản vật tại cái lòng hồ xung quanh nơi Việt đang sống đây, và được thưởng thức cái văn hóa cồng chiêng những người đồng bào họ đang sống và đang rất là nghèo khó. Với một cái văn hóa đẹp như vậy thì rất là tiếc, chứ vậy cho nên là rất mong được cái sự ủng hộ của rất là nhiều người mà yêu mến cái cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là cái người Rongao ở đây có một cái nền văn hóa rất rất là đẹp như thế này. Các bạn cùng thưởng thức làm một lần nữa nhé, các bạn đang diễn rất là say mê như thế này. Những cái bài rất rất là dễ thương. Các bạn nhỏ họ có một cái cảm âm rất là tốt, thành ra là ở trong làng các bạn trẻ, các bạn nhỏ tự chỉ cho nhau những cái bài có thể là mới, có thể là cũ, nhưng mà cái bản sắc của nó là nó được nó có những cái gọi là cái nguyên liệu, cái chất liệu từ các cái hợp âm, từ các cái giai điệu mà nó đã có sẵn giống cái khung vậy. Thì các bạn tự ghép vào, các bạn tự sáng tác và các bạn tự tạo ra những cái bài mới, và các bạn đặt những cái tên rất là hay, ví dụ là mừng bạn, rồi là chào đón khách, rồi lại là ăn nhà mới hay cái gì đó, hay là đuổi chim ăn lúa hay cái gì đó, cái tên rất 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 là dễ thương. Thì hoặc là gà gáy buổi sáng, những cái như vậy, nhưng mà các bạn có cái cách tạo ra cái giai điệu của nó rất là hay. Chính vì vậy cho nên là Việt hy vọng rằng là ở nơi đây nó sẽ có những cái
những cái tour trải nghiệm cái dạng như vậy. À, song song với cái việc là chúng ta thưởng thức và trải nghiệm các cái hoạt động mặt nước, ví dụ là chèo thuyền kayak hoặc là chèo thuyền intex, chèo thuyền hơi á, rồi chúng ta đi bắt rớ, bắt cá chẳng hạn, đó nè, bắt tôm nó rất là nhiều các bạn, nó rất là nhiều và nó rất là ngon. À, song song với đó là chúng ta trải nghiệm các cái hoạt động văn hóa, lên làng xem người ta dịch thổ cẩm này, chúng ta có thể mua đồ thổ cẩm, hello em, xem đồ thổ cẩm, mua những cái đồ thổ cẩm do chính bà con dệt chẳng hạn, hoặc là những cái đồ đan lát, mây tre đan lát, rồi được thưởng thức cái văn hóa nơi đây, ví dụ là gà nướng, cơm lam, rất là nhiều kiểu, rất là hay, phải không nào? Thì Việt mong rằng cái thời gian sắp tới sẽ được nhận được sự ủng hộ của các bạn để cộng đồng đồng bào ở đây họ sống được bằng chính cái văn hóa tốt đẹp của họ, và rất là đáng trân trọng, và nó rất tốt đẹp như vậy. Thì Việt xin chào các bạn, và hẹn một ngày gần nhất thì cái buổi lễ khai trương ở cái khu này, khi mà đủ đầy đủ một số cái yếu tố cơ sở hạ tầng nhất định, ví dụ là các cái nhà lưu trú, các cái nhà sàn lưu trú, hoặc là những cái khu cắm trại camping cho rất là nhiều người, thì khi đó Việt sẽ chính thức mở cửa và chào đón khách. Hiện tại bây giờ thì cứ khách họ đang đến và họ check in, họ chụp những cái tấm hình rất là dễ thương ở đây, thì đó là những cái cảm xúc ban đầu của Việt, đó là rất là hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn một thời gian sớm nhất ở tại cái vườn hoa Con Trang Long Loi này. Rất mong được các bạn ủng hộ để cho bà con có được một cái cuộc sống ấm no hơn và và hạnh phúc hơn. Vâng, cuối cùng thì xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Rồi chào rất là nhiều bạn đang xem. những cái bài rất là dễ thương. Các bạn nhỏ họ có một cái cảm âm rất là tốt, thành ra là ở trong làng các bạn trẻ, các bạn nhỏ tự chỉ cho nhau những cái bài có thể là mới, có thể là cũ, nhưng mà cái bản sắc của nó là nó được nó có những cái gọi là cái nguyên liệu, cái chất liệu từ các cái hợp âm, từ các cái giai điệu mà nó đã có sẵn, giống cái khung vậy. Thì các bạn tự ghép vào, các bạn tự ghép, các bạn tự sáng tác và các bạn tự tạo ra những cái bài mới, và các bạn đặt những cái tên rất là hay, ví dụ là mừng bạn, rồi là chào đón khách, rồi lại là anh nhà mới hay cái gì đó, hay là đuổi chim ăn lúa hay cái gì đó, những cái tên rất là dễ thương. Thì hoặc là gà gáy buổi sáng, những cái như vậy, nhưng mà các bạn có cái cách tạo ra cái giai điệu của nó rất là hay. Chính vì vậy cho nên là Việt hy vọng rằng là ở nơi đây nó sẽ có những cái tour trải nghiệm cái dạng như vậy. Song song với cái việc là chúng ta thưởng thức và trải nghiệm các cái hoạt động mặt nước, ví dụ là chèo thuyền kayak hoặc là chèo thuyền intex, chèo thuyền hơi á, rồi chúng ta đi bắt rớ, bắt cá chẳng hạn, đó nè, bắt tôm nó rất là nhiều các bạn, nó rất là nhiều và nó rất là ngon. Song song với đó là chúng ta trải nghiệm các cái hoạt động văn hóa, lên làng xem người ta dệt thổ cẩm này, chúng ta có thể mua đồ thổ cẩm, hello em, xem đồ thổ cẩm, mua những cái đồ thổ cẩm do chính bà con dệt chẳng hạn, hoặc là những cái đồ đan lát, mây tre đan lát, rồi được thưởng thức cái văn hóa nơi đây, ví dụ là gà nướng, cơm lam, rất là nhiều kiểu, rất là hay, phải không nào? Thì Việt mong rằng cái thời gian sắp tới sẽ được nhận được sự ủng hộ của các bạn để cộng đồng đồng bào ở đây họ sống được bằng chính cái văn hóa tốt đẹp của họ, và rất là đáng trân trọng, và nó rất tốt đẹp như vậy. Thì Việt xin chào các bạn, và hẹn một ngày gần nhất thì cái buổi lễ khai trương ở cái khu này, khi mà đủ đầy đủ một số cái yếu tố cơ sở hạ tầng nhất định, ví dụ là các cái nhà lưu trú, các cái nhà sàn lưu trú, hoặc là những cái khu cắm trại camping cho rất là nhiều người, thì khi đó Việt sẽ chính thức mở cửa và chào đón khách. Hiện tại bây giờ thì cứ khách họ đang đến và họ check in, họ chụp những cái tấm hình rất là dễ thương ở đây, thì đó là những cái cảm xúc ban đầu của Việt, đó là rất là hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn một thời gian sớm nhất ở tại cái vườn hoa Con Trang Long Loi này. Rất mong được các bạn ủng hộ để cho bà con có được một cái cuộc sống ấm no hơn và và hạnh phúc hơn. Vâng, cuối cùng thì xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Rồi chào rất là nhiều bạn đang xem. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào một dịp gần. Ok, bye bye.